mời quý vị theo dõi chương trình Maranatha của truyền thông Dòng Tên. Chương trình hôm nay gồm có 300 câu hỏi thường gặp nhất về đạo Công giáo và tông đồ cầu nguyện. Bây giờ kính mời quý vị cùng đón xem chương trình. Câu hỏi số 17. Công giáo có được tái sinh? Người Công giáo được tái sinh trong nước và thánh thần. Thuật ngữ được tái sinh, born again, khá xa lạ với ngôn ngữ Công giáo. Do vậy, nhờ bí tích rửa tội, chúng ta được sinh ra một cách thiêng liêng hay được tái sinh. Chính nhờ bí tích rửa tội mà chúng ta trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa. Đó chính là ý nghĩa của việc được tái sinh. Trong khi người Công giáo tin rằng để việc tái sinh diễn ra, người được rửa tội không nhất thiết phải ý thức về việc tái sinh đó, như trong trường hợp rửa tội cho trẻ em. Nhưng các tín hữu tin lành hệ phái Duy Phúc Âm lại tin rằng chỉ những người trưởng thành có khả năng lý luận và đưa ra những quyết định chính chắn mới có thể được rửa tội cách hữu hiệu. Theo họ, khoảnh khắc được tái sinh là khi tin nhận Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Đấng cứu độ. Còn bí tích rửa tội chỉ xét chuẩn quyết định đó theo truyền thống mà thôi. Rửa tội cho trẻ sơ sinh. Đó là cách thức mà người Công giáo được tái sinh sẽ được tiếp nối bằng một bí tích khác, gọi là bí tích thêm sức. Khi ấy họ có thể và phải tự nói lên lòng tin vào quyết định của mình. Khi còn nhỏ, cha mẹ và người đỡ đầu đã nói thay cho họ. Bí tích thêm sức được ban bất cứ lúc nào trong thời trung học cơ sở đến trung học phổ thông. Ở chỗ tôi thường là lớp 8. Khi ấy các em được yêu cầu xác tín lại đức tin mà các em đã lãnh nhận lúc rửa tội bằng cách giờ đây tuyên xưng đức tin ấy cách tự nguyện và có ý thức. Thêm sức là bí tích mà nhờ đó những người được rửa tội gắn bó cách hoàn hảo hơn với giáo hội và được trao ban cách dồi dào sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần. Theo một nghĩa nào đó, bí tích thêm sức là thời gian người Công giáo được hỏi xem có sẵn sàng tin nhận Chúa Giêsu Kitô như là Chúa và là Đấng cứu độ không. Anh em tin lành hệ phái Duy Phúc Âm tin rằng họ được cứu độ trong bửu huyết của Đức Kitô và cùng lúc đó cũng được thêm sức bởi Chúa Thánh Thần. Do vậy, họ không có bí tích thêm sức tách biệt khỏi bí tích rửa tội như nhiều giáo hội Kitô giáo khác. Người Công giáo cũng tin rằng trong bí tích rửa tội, họ được cứu độ nhờ máu Thánh Đức Kitô và lãnh nhận các ơn Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, người Công giáo được Chúa Thánh Thần thêm sức trong một bí tích khác. Người Công giáo Tây Phương, lễ điển Latin, được rửa tội khi còn nhỏ và thường lãnh nhận bí tích thêm sức khi tới tuổi thiếu niên. Người Công giáo Đông Phương, lễ điển Byzantine, lãnh nhận cả hai bí tích khi còn nhỏ cùng một ngày. Trong bí tích rửa tội, người Công giáo được tái sinh trong nước và Thánh Thần. Trong bí tích thêm sức, ơn sủng của Chúa Thánh Thần được ban tặng cho người đã được rửa tội trước đó. Mọi Kitô hữu được rửa tội bằng nước nhận được hiệu quả ơn cứu độ mà máu Thánh Đức Kitô đã đổ ra vào ngày thứ sáu tuần thánh. Nước là dấu chỉ hữu hình, biểu thị điều đang diễn ra một cách thiêng liêng. Một cách thiêng liêng, linh hồn được thanh tẩy khỏi tội nguyên tổ, được truyền lại từ cha mẹ nguyên thủy Adam và Eva, và sau đó được lãnh nhận ơn thánh hóa. Ơn thánh hóa là việc ban ngôi Thiên Chúa ngự vào linh hồn. Những hiệu quả của bí tích rửa tội rất kỳ thường. Chúng ta trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa, người thừa tự nước trời và là chi thể của nhiệm thể Đức Kitô, tức giáo hội. Anh em chính thống Đông Phương và Công giáo Byzantine phải nhận ba bí tích khai tâm.
rửa tội thêm sức và thánh thể cùng một lúc. Vì thế cho em đồng thời được rửa tội thêm sức, gọi là được sức dầu, và rước lễ vào ngày rửa tội. Điều này nhắc nhở lại nghi thức xa xưa của các Kitô hữu tiên khởi, khi giáo hội sơ khai đón nhận nhiều người trưởng thành trở lại đạo. Sau chiếu chỉ Milan của Constantine, có một số đông người trưởng thành trở lại đạo, vì thế cả ba bí tích được cử hành cùng một lúc. Câu hỏi 68. Bí tích rửa tội có cần thiết để được cứu độ không? Thưa, cần. Chúa Giêsu đã khẳng định trong Gioan chương 3 câu 5: Thật tôi bảo thật các ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Phép rửa là một sự tái sinh siêu nhiên, nhờ đó chúng ta được đón nhận vào gia đình Thiên Chúa. Bí tích thánh tẩy xóa bỏ tội nguyên tổ, tội mà chúng ta được truyền lại từ cha mẹ nguyên thủy. Tội nguyên tổ được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác như một điểm đặc biệt của dòng họ được truyền lại cho các thế hệ tiếp theo trong gia đình. Sách Sáng Thế kể lại cho chúng ta trình thuật sa ngã. Tội nguyên tổ xuất phát từ sự kiêu ngạo, vì kiêu ngạo mà Adam và Eva đã bị cám dỗ. Chính vì sự kiêu ngạo ấy mà cuối cùng chúng ta mất đi những ơn ngoại nhiên. Chúng ta phải đau bệnh, chịu chết, phải học hỏi vì ngu muội và phải lao nhọc cực khổ. Không còn sự cân bằng trong tự nhiên nữa. Việc đánh mất những ơn ngoại nhiên được biểu tượng bằng hình ảnh bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, nơi có sự cân bằng của tự nhiên và xác tính ức quyết. Moral certitude, tin chắc là đúng. Mặc dù Thiên Chúa trừng phạt Adam, Eva và những thế hệ tương lai qua tội nguyên tổ, nhưng Ngài không từ bỏ con người. Sách Sáng Thế chương 3 câu 15 chứa đựng một lời hứa cứu độ: Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Các học giả kinh thánh đồng ý rằng đây chính là lời hứa về đấng Messiah, đấng sẽ cứu nhân loại khỏi tội. Chúa Giêsu là Adam mới và Đức Maria mẹ Ngài là Eva mới. Sự bất tuân đã mang tội, cái chết, bóng tối và sự hủy diệt vào trong thế giới thế nào, thì sự vân phục Thiên Chúa đã mang lại sự chữa lành, đời sống vĩnh cửu và ánh sáng như vậy. Trong các hình thức đạo đức Công giáo, có một tượng Đức Mẹ được gọi là tượng Đức Mẹ Ban Ơn, mô tả Đức Maria với hai cánh tay rộng mở và chân đạp đầu con rắn. Biểu tượng này được rút ra từ Sáng Thế chương 3 câu 15. Ơn sủng chính là Thiên Chúa và sự vân phục của mẹ trước thánh ý của Chúa. Nhờ sự vân phục, mẹ đã đem đến cho trần thế đấng tràn đầy ơn sủng là Đức Giêsu Kitô. Và bởi sự vân phục hoàn toàn thánh ý Chúa Cha, Đức Giêsu đã đạp nát đầu con rắn xưa. Sự vân phục này đã dẫn Đức Giêsu tới việc bị đóng đinh vào thập giá, máu của Ngài đã đổ ra, đang và sẽ là ơn cứu chuộc cho mọi thế hệ. Hồng ân cứu chuộc này hoạt động nơi linh hồn chúng ta khi chúng ta được nước thanh tẩy trong bí tích rửa tội, vốn là bí tích mang lại ơn cứu độ. Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện.
cùng Chúa Giêsu buổi tối. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con dành chút thời gian cuối ngày bên Chúa Giêsu, cùng Ngài nhìn lại những gì con đã trải qua hôm nay và dâng lời tạ ơn bởi biết bao ân lành con đã nhận được. Hôm nay, liệu có ai cần đến sự giúp đỡ? Một lời nói, một cái ôm, một nụ cười, hay sự hiện diện của con chăng? Có ai cần đến con để có thể cảm nhận được rằng Chúa đang ở bên họ không? Con đã mang Chúa đến trong cuộc sống của người khác chưa? Lạy Chúa, con xin dâng lên Ngài cuộc sống của con. Xin Ngài giúp con sẵn sàng phục vụ các anh chị em của con vào ngày mai. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm an lành trong vòng tay yêu thương của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.